Cholimex Foods hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Vượt qua đệ nhất đèo Tây Bắc Ô Quy Hồ, Mạc Văn Khoa, Đỗ Duy Nam, Thanh Hương tiếp tục cuộc hành trình đến với Lai Châu. Ngỡ ngàng trước quy mô và kiến trúc tuyệt đẹp của thành phố mới. Lai Châu! Thành phố Lai Châu! Thành phố Lai Châu! Lai Châu! Choáng ngợp trước sự hùng vĩ của cọn nước lớn nhất Tây Bắc. Ở đây mình có bao nhiêu cái cọt nước như thế này chị? Có 35 cái ạ. Ôi, ôi đấy, dễ nói là 30-40 cái là đúng rồi đấy. Chuẩn, chuẩn, chuẩn. Đi nhiều cũng nhận biết rộng. Tán chảy trước món ăn mới lạ và con người thân thiện nơi đây. Cái món trứng kiến thì nhà chị có hôm ôi, nay. Ôi, 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 trời ơi. Trời ơi. Nào, cùng lên đường ngay thôi. Thành phố Lai Châu trong chương trình ẩm thực kỳ thú. Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện, cảm ơn nhãn hàng Cholimex Food đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ thì Khoa, anh Nam cũng như chị Hương đang có mặt ở đâu đây? Đang có mặt tại thành phố Lai Châu, xung quanh là núi, những dãy núi cao cao bao phủ những lớp sương mù. Trời ơi, tại sao lại đẹp như thế như này? Ơi mọi người ơi, thành phố này được thành lập vào năm 2013. Thế đâm ra mọi người nhìn xung quanh đi. Tất cả thành phố này rất hiện đại, rất mới. Cảm giác chúng ta đang ở một Singapore thu nhỏ đúng không? Ôi mà ở đây sao con đường đẹp như thế này chúng ta không, không. Đi catwalk ha? Catwalk ha? Không hay đấy. Tại thành phố đẹp như này chúng ta phải tranh thủ làm chúng ta đẹp lên chứ. Quá được, quá được. Được rồi, hợp bây giờ. Lý, hợp lý. Đây, đây, đi ra chỗ thảm đỏ này đi. Đây là chị Hương ở giữa đây nhá. Đây là thảm đỏ nhá. Đây, thảm gạch mà. Đây. Mình cứ tưởng tượng ra. Đây, đứng giữa đây. Thành phố đẹp này, chị Hương đứng ở giữa nhá. Âm nhạc. Oh. Yo. Chạy 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 chạy. Right. Ôi giời. Mạc Văn Khoa, Hải Dương, Đỗ Duy Nam, Lào Cai, Thanh Hương, số đo ma vòng 90-60-90 đến từ Hải Dương. Wow. Sao đấy chị? Sao chị đóng băng vậy? Sao dọc bé hả? Kìa, gỡ cơ ra. Được chưa? Được rồi. Mỏi quá. Mà nãy giờ xuống tuần thì hơi thế nào, hơi đói. Đói à? Đói rồi. Thôi bây giờ thì đói thì chúng ta đi ăn thôi. Giờ đi kiếm chợ đi, mình bây giờ con đường ở mồm mà. Đúng rồi. Có cái mồm nó có đường à. Bây giờ thôi đi bộ đi. Đi bộ đi, xe cũng xa rồi. Rồi, thế thôi đi chợ nhá. Đi nhá. Đây. Đây để hỏi bà xem chợ. Bà nhá, hỏi bà nhá. Để chị hỏi cho, chị hỏi cho. Chị hỏi đi. Chị người mặt lớn chị thân thiện. Thân thiện. Dạ chào bà. Bà cho con hỏi là cái chợ của Lai Châu có ở gần đây không hả bà? Lai Châu á? Dạ. Nhiều chợ lắm, chợ Bến Tre dưới kia cũng có, chợ ngoài kia cũng có, chợ. Dạ. Con muốn hỏi chợ nào mà gần nhất? Kiểu chợ tiên đấy bà, mà chợ, nhiều đồ ăn ngon mà. Nhiều ăn ngon. Vâng. Chợ Sơn Thảo. Dạ cái chợ đấy thì đi hướng nào bà? Đi hướng này. Đi đường thẳng đường, dạ. Thẳng đường B40 xuống. Dạ con cảm ơn bà. Con xin phép ạ. Chào bà. Đi để tham quan xuống này xong ra chợ. Đi ra cái hồ này coi thử. Dạ vâng, con cảm ơn bà. Vâng, con chào bà. Đến rồi. Chợ đây đúng không? Đây đúng không? Sang thang. Chú nói đọc công hết cả lưỡi à. Chào ông ạ, chào chú ạ. Ôi ôi, chị ơi. Cái gì đấy? Bao nhiêu đồ ăn ngon này.
Cái quả này là quả gì vậy cô chị ơi? Dạ? Cả mứa. Cả mứa hả? Hạt mướp đắng. Hạt mướp đắng. À hạt mướp đắng. Hạt giống. Nhưng mà đây hình như là mướp đắng rừng hay sao? Me rừng thôi. À đây là rừng. Đây là me rừng á. Cái này ăn được không chị? Ăn được à? Để nấu à hay là ăn luôn? À ôi, ăn luôn à? À, còn cái lá này là lá gì hả chị ơi? Chị ơi, đây là lá gì đây? Không biết tên mà biết ăn thôi. À, không biết tên mà biết ăn thôi. Chị bảo không biết tên là rau gì, chỉ biết ăn thôi. Nam ơi, ngon dã man. Chị thề em không thử thì phí cả cuộc đời. Lần đầu tiên thấy một người ăn rau mà không biết rau ấy tên là anh lá vả. À đúng rồi. À lá vả cũng như lòng sung đấy. Lá vả đúng lòng rồi. Lòng vả cũng như lòng sung đấy. Rồi cảm ơn chị nhá. Đây mới là đầu chợ thôi. À hôm nay là chợ San Thàng là chủ nhật, cũng là chợ phiên của người dân tộc đấy. Chợ rộng phết đấy. Rộng. Bán rất là nhiều. À, măng là đặc trưng đúng không? Măng rừng. Em ăn bánh gì đi em ngon đấy? Bột đậu chị ạ. Bột đậu à? Xong cái này cho dán lên à? Cái này bánh luôn. Bánh này cũng là đặc trưng của địa phương đấy à? Vâng ạ. Bao nhiêu một cái này? 2.000 một cái ạ. 2.000 một cái hả? Thử đi mua một cái đi. Bột của đậu đúng không? Bột đậu ạ. À, vậy mỗi người thử cái đi. Nó gọi là bánh gì em? Bánh bột đậu ạ. À, bánh bột đậu à? À thôi thử cái ăn thử thôi. Ăn. Ôi, mỗi đứa một cái đi, ăn cho rồi, duyên. Ăn cho nó duyên nhá. Ngon lắm. Đây à, mọi người có thể thấy ở ngoài là cái bột đậu, trong là cái nhân thì nó rất là ngọt. Ở trong nó là một cái loại đường đen như nào ấy. Ngọt lắm. Ngọt đường đen á, đúng không? Đường đen đúng không? Rất dẻo. Gạo nương thì phải. Chị ơi. Nó không bị ngọt quá nhở, ngon nhở. Anh gạo tiền. Ừ, nãy bé em nói tặng mà. Dạ thôi, mấy anh ăn đi ạ. À, trời ơi, hôm nay mời cả là anh vừa đấy thôi mở hàng. Thôi anh cảm ơn nhá. Người ở trên này người ta thật thà lắm, quý mới cho đấy. Cảm ơn nhá. Nhớ xem ẩm thực kỳ thú ở trên TV luôn đấy. Trời, nhìn máy nào. Ok. Rồi, cảm ơn em nhá. À nhá. Chúc em buôn may bán đắt nhá. Còn nữa mà. Con bán cho ba mẹ hay sao mà không? Ui ơi, không biết rau gì. Đàn vịt kia quá. Ui cha quá. Cho mình quá. Con coi thử con đây, vịt nhá. Này. Ở ơi, bán vịt con thôi. Bao nhiêu tiền một con vịt 10.000 này? 16.000. 16.000 à? 16.000 một vịt. Dạ. Rồi, cảm ơn nhá. Bà ơi, đây là rau dớn à? Đặc sản ở đây à? Đặc sản. Dạ, đây đây dớn, đây dớn, đây dớn. Lấy hết cho bà đi. Lấy hết. Không có mùi gì đâu. Rồi. Con lấy hết cho bà đi bà nhá. Nhân nhớt chân nhớt đây đúng không bà? Có một cháu lấy cho em. Thôi em ơi. Đây gửi bà. Rồi con đi nha bà ơi. Đi nha bà ơi. Chúc bà bán hết sạch chuối luôn. Dạ. Ui ở chợ gia súc dưới đi. Gia súc gia cầm. Wow, chợ lợn, chợ lợn. Lợn mán, lợn đen. Chị à? Chị cho em hỏi chỗ nào mà có trứng kiến với lại cá suối để nướng à? Chỗ nào bán đấy ạ? Bản bo. Dạ? Cái gì hả chị? Bản bo. Em search ở trên mạng em thấy là ở đấy như có cái thác nước gì, có nà na gì hả chị? Đúng không ạ? Cũng thác nước, không biết là gì. Thác nước gì nhỉ? Thác nước gì ấy, đúng không nhỉ? Ừ, trong đấy có thác nước đây. À vậy thôi, bây giờ cứ vào bản bo đi ha. Bo xong mình hỏi tiếp. Bản bo nhá. Có địa chỉ thế là mình biết mình tìm. Dạ, cảm ơn chị nhá. Cảm ơn chị. Rồi bây giờ tìm đường vào bản bo thôi. Đây. Gian nan vất vả. Có vẻ gian nan đấy. Dạ. Trước mắt đi bản bo đi. Đi bản bo đi. Ừ. Thôi ta đi. Đi lấy kinh nó hơi xa.
tới bản ơi, chị Hương ơi. Đến chưa em ơi? Bản bò bản, đúng không? Bản bò đó. Nam ơi. Dạ em ơi. Đến rồi em ơi. Đi quay chương trình đi ngủ vậy? Được chưa? Đến rồi, mọi người đang hóng, đang tìm đường vào bản, anh ngủ anh ngáy không? Quá. Sao là sao thế nào? Tới bản rồi này. Suối rồi. Suối chắc có đồ ăn đấy nhỉ? Có chắc có cá đấy. Ừ, có cá. Cá ở đây là cũng ngon lắm đấy. Cá suối nhỉ? Kẹp vào mấy cái ướp sơ thôi, xong là nướng, xong là bóc ra, xong chấm. Ôi trời, ăn ngon, 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 ngon. Ôi, xuống suối nào. Wow. Rồi, đến rồi. Chụp em tấm hình đi nào. Đây, đây, đây. Yeah! Rồi, bây giờ con trôi vào luôn, vào luôn, vào luôn. Đây, 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 đây. Đây, 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 đây. Nào, cả nhà ơi. Có tôi chưa? 2, 3, chi. Ok. Wow. Đi, đi bao nhiêu suối rồi mà chưa bao giờ thấy suối nào mà trong như thế này. Trong thấy luôn. Ủa, lưới nó bắt đi kia, lưới trắng trắng kia phao à? Lưới, 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 đây là cái lưới đánh bắt cá à? Ừ, cái này lưới, cái này cái này, cái này, cái này, cái dưới này đấy à? Cái lưới này thì lưới lưới chìm mà. Và lưới kia, lưới cá nhảy lên thì nó dính. Cá nhảy. Nhảy xong ra thì lấy về đi thì mua. Cái lưới này là cá đang bơi ở dưới đúng không ạ? Ừ, cá đang bơi ở dưới. Lưới chìm là để chuyên để đánh như này này. À, ra thế này đúng không? Đấy là chài, ông ơi, ông, đấy là chài. Đấy là chài. Đây là quăng chài ra nè. Chú là người địa phương ở đây luôn đi ạ? Ừ, đúng rồi. Là dân tộc gì hả chú? Dân tộc Thái. À, thế là xung quanh đây, bản làng đây là chủ yếu là người Thái. Người Thái. Chú là đánh cá bao lâu rồi chú? Hơn 20 mấy năm rồi chứ. Nhìn cái bàn tay của chú đây này, nó chắc như thế này là bao nhiêu năm đánh cá rồi đúng không? Bao nhiêu năm, đánh từ nhỏ mà. Đánh từ nhỏ. Hôm nay chú có thể chỉ cho ba đứa con đánh cá được không? Anh bắt cá suối thì đấy, phải lấy tề này đi, thế thả đấy. Đi đi ra thuyền này. Cái bè kia hả? Hôm nay ngay tại dòng suối trong xanh tại bản Bo này, ba anh chị em chúng em sẽ thử thách bắt cá nhảy. Bình thường chúng bắt một ngày 3-4 ký, nhưng hy vọng ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt một ngày 3-40 ký. Được. Ai sẽ là người xuống? Ai sẽ là người xuống? Bè này chỉ ngồi được 3 người là tối đa thôi. Thế nên là bây giờ là chị nghĩ rằng là Nam mới qua. Với cả chú xuống là vừa. Chị ơi voi, sợ xuống rồi chìm mèn chết. Sợ xuống rồi chìm mèn chết. Đây thì em kiếm viên đá này. Chị em mình lia xuống nước. Coi như không nghe gì chị nói được. Em nhất định không chịu xuống. Thôi. Quản dù thì tô thì ra cái gì ra cái này. Quản dù thì ra cái gì ra cái này. Rồi thua rồi nhá. Xuống nước đi. Bắt cá đi. Em ở trên này đợi mọi người nhá. Mặc áo phao vào đây. Đồng quá anh Nam à. Đồng quá anh Nam à. Và ngay sau đây Mạc Văn Khoa và Thanh Hương cùng với cả chú sẽ ra khơi. Ra suối anh. À ra suối. Ra suối nha. Mọi người ạ. Thực ra là mình không sợ xuống nước đâu. Chả qua là năm nay mình có hạn sông nước thôi. Thế đâm ra mình nhường chị Hương ấy chứ. Nhường chị Hương ấy chứ. Chứ mình sợ cái gì. Chứ mình sợ cái gì. Luôn tất cả các ngõ ngách. Ở đấy. Tạch rồi, đưa con cá nào không? Cá ở dưới nước, nhưng mà toàn ở dưới đáy mới tưởng tượng ra thôi. Thế này thì bao giờ tôi được ăn cơm. Đưa con cá nào chưa? Về rồi đây. Nhiều cá lắm. Nhiều lắm. Bao nhiêu con? Đếm không hết. Không hết à? Không hết à? Không hết à? Úi trời đấy, tí ngã ngửa.
Ai mà không lên cái bè đi bắt cá thì phí quãng đời còn lại. anh trả thì phí gì cả. Trời, không ngờ rừng suối nhỏ nhỏ này mà nhiều đếm không xuể luôn. Nhưng mà có bắt được con nào không? Vấn đề là bây giờ cái vợt này nó bé quá, nên là phải quay lại để tìm cái vợt to hơn. Thế à? Khả năng là tối. Điều bơi một vòng thì chú mới nói là cá này chủ yếu đánh vào ban đêm. Cá này chủ yếu đánh vào ban đêm. Con này đánh không được. Trong lều có cá không chú? Cá chú bắt đó, sáng qua đó. Chú còn không? Còn không? Còn. Ôi, còn gì à? Có gì là... chú không nói. Chú để lại cho anh em cháu ít cá nhá. À, trong nãy à chú? Chú cho rồi. Wow. Quay đây anh xem nào. Đâu anh xem cá. Ôi, nếu mà để chỗ này anh em mình bắt phải một tháng. Ui giời ơi, cá nó bắt tươi này. Tươi, cá nhảy tươi quá. Cá suối ngon quá. Cháu trước hết là chúng cháu xin. Chúng cháu xin và cảm ơn tình cảm của gia đình nhà chú. Cháu muốn hỏi là đấy, bây giờ bọn cháu có cá rồi thì bây giờ muốn đi tham quan ở chỗ đây thì còn cái nơi nào đẹp ạ? Trên này, còn nước ở trên. Còn nước à? Còn nước. Cột nước là cái... À cái cột nước, cái cột nước. Cái có phải là xoay mà... xoay, cối xoay à, nước. À giống như cối xoay gió vậy. Cối xoay gió. Dạ, thế để tụi con lên kia tụi con khám phá nha. Vâng, mọi người khám phá nha. Cháu cảm ơn chú ạ. Dạ, rất cảm ơn chú ạ. Dạ, cháu cảm ơn chú ạ. Đấy, cồng tre lắc lẻo luôn bờ. Ủa cái này nó chạy bằng gió hay bằng cái gì ta? Bằng sức nước em. Lâu ấy nhỉ? Nó chạy bằng sức nước đây này. Nó phải có cái lực. Lực của nước thì mới đẩy. Gió. Lực dòng chảy của nước. Dòng chảy của nước. Nước nó vào nước đây. Nước nó vào đây. Vào những cái nan này. Cái nan này là để đẩy cái dòng nước đẩy dòng nước lên. Hay ha, xong là nước nó lên cái máng to kia xong chảy nó chảy qua cái mương vào ruộng. Rồi. Chỗ này nó kéo dài tại đằng kia kìa. Ôi. Đó cái này 30-40 cái là đúng rồi. Ủa rồi đếm mà bằng mắt thường em cận nhá. Đếm là không hết luôn kìa. Xa tít. Chúng ta ra đi, anh rời thành phố, mua một căn nhà nhỏ bên ngoài ngoại ô, nơi yên tĩnh, nơi thanh bình. Mỗi khi chiều đôi ta ngồi ngắm mây trôi, anh hoàng hồn buông. Chào chị ạ. Chào các chú ạ, em chị ạ. Anh nhìn chị mặc phục trang này là dân tộc Thái nào nhỉ? Vâng, em là dân tộc Thái ạ. Đây. Chị tên là gì ạ? Em tên là Quang Thị Phúc ạ. Quang Thị Phúc. Tên hay nhỉ? À. Chị Phúc, ở đây mình có bao nhiêu cái cột nước như thế này chị? Có 35 cái ạ. Ôi. Ôi đấy, đấy nói là 30-40 cái là đúng rồi đấy. Tròn. Đi nhiều cũng nhận biết rộng. Nhưng mà em thấy có vẻ là cũng hơi cũ rồi nhỉ? Thấy nghe bao nhiêu có năm ca à? Con két kiểu lâu rồi đúng không? Không, mỗi năm làm một lần ạ. À mỗi năm sao? Sửa lại sao lại phải mỗi năm làm một lần? Lên lũ ra nó trôi đi hết ạ. Một năm lũ. Lũ về nó quét sạch tất cả là những chỗ này ạ. Tật quét sạch cả trên này. Có nghĩa là tất cả những cả lán này cũng phải làm lại. Và những cái cột nước đấy mỗi mùa lũ là phải làm lại hết ạ. Trôi cái trời luôn. Tốn công chứ ạ. Bà con mình là vất vả đấy, thế là mỗi mùa là lũ qua đi là cùng nhau lại làm những cột nước này. Mùa lũ thì nó kéo dài khoảng mấy bao nhiêu lâu rồi chị? Đến tháng 5, tháng 6 ạ. Tháng 5 và tháng 6. Chị ơi, dạ. Ở đây có chỗ nào bán cơm lam ngon không? Ngon nhất luôn ý. Có ạ, đây ạ. Nhà mình bán luôn à? Chị bán luôn hả? Đây ạ. Tại cá là tụi em có rồi xíu tụi em nướng. Coi như mà có cơm thì tụi em chưa có. Thế mua thì cho mấy em... cơm đi. Vâng. Dạ, rồi lấy ba ống. Cho ba ống này để tí nữa bọn em vào nướng cá bọn em ăn. Rồi, dạ, em cảm ơn chị. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Không cần, không cần. Ôi, đây. Đây gì hả chị? Cái gì đấy? Đây mới là ba bình tộp đây này. Ba bình tộp đấy gì? Ba bình tộp chính là cái cá nướng của người Thái. Mới chuẩn là cái cá nướng người Thái luôn. Con này là chép suối hả chị? Vâng ạ. Ôi dồi ôi, chép mà dưới suối là ngon lắm. Thịt nó chắc lạnh, lắm. Lạnh mà ở dưới nó lạnh. Dạ thế thôi, con này mới làm được đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Cái này là chỉ rồi. Nướng ăn không thôi đúng không? Cái này nướng ăn chơi thôi. Thế ba bình tộp hả? Con này bao nhiêu chị? Con này bao tiền chị? Con này 100. Ui đắt thế. À bán theo con chứ không bán theo cân. Vâng. À một con là 100 nghìn. Mỗi con là 100 ngàn. Rồi ok. Chào chị vừa mới đi bắt đấy thôi ạ. Ờ.
Thế thì tiền thì mình lại không có rồi, thế ai cho mình tiền thì... Không có thì cho ăn nợ sang năm lại trả. Ôi. Thật không? Vâng. Ủa vậy nợ hả? Tụi em mua rồi 10 năm sau không quay lại hay sao? 10 năm sau thì vẫn trả chị được. Chị vẫn ở đây. Trời ơi, cứ tí nào, nhưng mà đây tụi em có tiền đây. Đây. Em nói vui thôi. Em gửi đi trăm ngàn. Cho con cá và dọ cho em luôn. Cho dọ luôn. Đây cho đây, cho đây. Đấy, cá chép suối đấy. Rồi. Bây giờ thì đã có cá rồi. Chiến lại phòng đủ rồi. Việc tiếp theo là chỉ đi tìm chỗ nấu và ăn thôi, chứ đói lắm rồi. Đi thôi em, đi. Nấu mà là nướng. Ba con tôm là phải nướng chứ. À, dạ nướng, nướng, dạ nướng. Bây giờ là có cá rồi nè. Có rau, có rau rồi. Bây giờ là không biết làm. Không biết làm. Không lẽ bây giờ con cá bỏ nướng không? Hay là bình tọt gì mà? Không được, mình nướng thì nó phí lắm. Bây giờ đi kia kiếm. Phải nhờ người dân ở đây. Đây là họ sẽ biết chuẩn về cái công thức như thế nào nấu ngon. Khoan. Gì đấy? Gì đấy? Chị ngửi thấy có mùi thơm thơm. Đây có góc này. Tiến đấy. Đi vào, hỏi. Chị nói đây nhớ. Quả có là tìm địa chỉ mùi đánh hơn. Đây, bên kia, bên kia kìa. Thôi đúng rồi, đây rồi. Chị ơi. Chị đang làm cái gì mà thơm quá vậy? À, chị đang nướng bánh đa. Trời ơi. Ê chị ạ. Bụng đang đói mà thấy chị nướng bánh đa thơm quá. Có biết không em? Em tới từ ẩm thực Kỳ Thú và tụi em đã mua được một con cá. Dạ. Và đây là mua được ít rau dớn ạ. Rau dớn. Mà bây giờ chưa biết chế biến thế nào. Em không biết nấu. Vâng. Cá này thì làm được món gì hả chị? Hồi nãy em nghe cái món gì mà ba bình tôm. Dạ. Một món rất đặc trưng của Tây Bắc. Vâng, dạ. Đây cả món rau dớn này cũng là đặc trưng đúng không? Thì làm đúng nộm rồi. Đúng chị. Cái rau dớn này chỉ có thể làm nộm được. Dạ. Với cả còn một cái món nữa là món trứng kiến nữa ạ. À, cái món trứng kiến thì nhà chị có. Hôm ôi, nay ôi, hôm ôi, nay ôi, là ôi, nhà... ôi trời ơi. Ôi trời. Đi khắp chợ, khắp làng, khắp xóm hỏi không đâu ra trứng kiến gì ạ. Dạ. Mà cuối cùng gặp chị ở đây, đúng là quý nhân của chợ, một chiếc áo vàng là thấy may mắn rồi, bây giờ đúng có rồi. Chứng kiến thấy may mắn hơn. Chị cho em nửa ký được không? Chị cho em nửa ký được không? Được luôn. Rồi lấy đủ 4 người ăn thôi. Okay, dạ ok chị. Rồi thế mọi người đợi chị một tí nhá, chị đi vào lấy chứng kiến rồi mình ra suối mình nấu cơm. Vâng ạ. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị ạ. Cảm ơn cái mùi thơm của chị đã dẫn lối cho chúng em. Mùi thơm thức ăn của chị, không phải là mùi thơm của đúng chị. Rồi. Cảm ơn cái mũi của chị mới đang ngửi thấy cái mùi đây, thơm. Đây này, công lớn là của chị lối. Đấy. Bây giờ là ba tụi em đã đổ ba nguyên liệu rồi. Giờ ra bếp nấu thôi. Ra suối. Ừ, ra suối, nghe chị nói ra suối. Các bà, các mẹ, các chị và tất cả những ai đang nấu bếp. Đây là một khung cảnh vô cùng tuyệt đẹp giữa bao la đất trời mà nấu ăn. Và cũng không phải dễ dàng gì mà chúng ta lại có duyên với chị Mai. Cũng may mà gặp được chị cho nên là chị mới cho tụi em đây. Đây là trứng kiến. Cái này mới nha. Yeah. Đây là chị Mai đã cho cái món này để ngày hôm nay chị em mình có cơ hội được thưởng thức trứng kiến. Nào em xem nào. Mùi trứng kiến. Có mùi trứng kiến. Cái này là ăn được luôn hay là phải chế biến nữa hả chị? Phải qua một công đoạn chế biến. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nấu món trứng kiến. Món cá suối nướng. Cá suối nướng hay còn gọi là ba bình tục. Và rau dớn nộm. Nộm rau dớn. Thôi bây giờ có khi nắng cũng sắp xuống rồi, ta phải vào bếp ngay thôi. Không là nắng xuống là lạnh lắm chị ạ. Và đây, đầu tiên bắt đầu. Chúng mình sẽ đi làm món cá đầu tiên. Món cá này phải được đánh vẩy này. Đánh vẩy. Bóc mang. Và bóc cái mang. Đặc biệt quan trọng để làm cái ba bình tộp này là mổ lưng. Mổ lưng. Mổ là lưng. Mổ cái này không thấy hay lưng, là cá là chỉ mổ bụng thôi. Mổ bụng. Tại sao lại mổ lưng mà không mổ bụng hả chị? Để được giữ được cái bản sắc. Thứ nhất là cái bản sắc của dân tộc là nhồi cái gia vị của nó được thấm nhiều hơn vào lưng hả, vào cái phía lưng và thịt của nó. Thịt cá. Bây giờ mọi người đi mổ cá. Mổ cá đánh vẩy. Cá phải nướng ở bếp đúng không? Bếp than. Em sẽ đi làm bếp. Đúng rồi. Chị em chúng tôi ở đây là đánh sẽ làm cá chân nha. Đây, nấu bếp. Rồi. Đây nhưng mà đây của hai đứa bắt đầu. Mổ cá hả? Đúng rồi, mổ cá. Làm vẩy. Đây bây giờ mình sẽ chuẩn bị gia vị để ướp cá đã. Dạ.
chị để em xử lý vụ này. Đây. Nấu thì em nấu không ngon mà phụ bếp em nó phụ được. Đây em băm nhuyễn cái này. Chị ơi, đá rất sạch đấy. Nhà có gì dùng đấy chị để em nhá. Rồi ok. Đây. Khả năng em phải bơi xuống dưới dùng nó sập bàn. Đúng rồi. Tôi chết rồi anh Nam ơi. Cái gì đây? Con cá đã chạy mất rồi. Đâu? Bơi mất rồi làm sao trời? Sao? Mày làm rơi đâu? Nước ở đây nó trôi mất rồi sao? À, nó bay ra đằng sau đây rồi. Được rồi chị ơi. Ơi. Rồi ok, mình sẽ băm đập cả cái củ gừng này nữa. Ôi chị ơi. Ơi. Cái nước suối nó trong thế này thì chắc là mình xài luôn, rửa rau rửa đồ là được hết đúng không chị? Người dân ở trên bản đa số là sử dụng bằng nước suối luôn, em cứ yên tâm là nó sạch. Đúng rồi, trong nước em trong veo này coi được luôn á, lặn mụn được luôn á. Rồi bây giờ em sẽ băm nhuyễn cho chị. Sự là vảy con cá này rất trơn rất dai nha. Hay suối nó khác, làm cá là một nghệ thuật mà cạo được vảy cá ấy, thì là một nghệ sĩ. Và thích nhất là cá suối ấy. Mọi người thấy không? Cái thịt nó rất là chắc. Ngày xưa thì bố qua nhà cũng gần sông, bố lâu lâu đi soi hay được miếng cá chép mà nấu cháo thì trời ơi cái nước cháo nó ngọt lắm. Anh Nam ơi. Ơi, em đố anh câu này nhá. Ờ. Tại sao phụ nữ có mang thì lại sinh được con mà con cá có mang thì lại không sinh được con? Thì con cá nó để thở mà. À, đúng không? Đúng rồi. Còn phụ nữ có mang là mang bầu thụ thai đúng không? Ừ đấy. Thì mới chữa được chứ. Ừ ha. Thì có gì đâu mà hỏi. Thì có gì đâu mà hỏi. Cái bếp của em hơi bị to rồi. To hả chị? Có khi nào anh xếp bếp xong là xíu chị chỉ nấu bằng bếp ga không? Em làm xong con cá hả chị ơi? Mổ luôn đi qua. Mổ không, mổ lưng khó lắm. Sợ mổ hư mấy con cá nữa. Anh xếp cái Nam giếng ơi, hả? Có làm được không em? À, anh xếp giếng trời hay là bếp vậy? Xếp cái giếng. Xếp cái giếng. À cái bếp. Xếp cái bếp để nướng cá mà anh xếp cái gì như cái hố gì đó. Thì xếp hai hàng là được rồi. Nào, anh xếp mãi mới được ấy, để bỏ đi. Đây, để nó gần lại xíu. Đùa, về 2 tiếng rồi lại phá bếp của người ta. Không, đây được rồi, chỗ này được rồi. Canh cái đấy, đấy này, cho nó ngang xíu này này. Cá này để cắt mang ra. Dạ, cắt mang. Để khi nướng là nó không bị cháy. Dạ. Sẽ khứa. Em thấy dọc cái sống lưng nó cũng dễ mà chị, đúng không? Đúng rồi. Khi mà mình làm đúng thớ của nó thì... À, vào đúng chính giữa luôn hả chị? Đúng rồi. À, ta coi chị mổ cái lưng cá coi. Nó đơn giản thôi mà Khoa. Chị thấy nó còn dễ hơn là mổ bụng đấy. À, mổ lưng là mổ sống giữa luôn, đúng giữa luôn. Ồ, thế hóa ra mổ lưng cá là mổ từ trên lưng xuống hả? Thì em nghĩ là mổ như chuẩn nào? Luôn. Lưng chừng à? À, đây, riêng với cá này thì chỉ cho mỗi mật ra thôi. Đúng rồi, cho đỡ đắng không chị? Đúng rồi. Và mình sẽ nhấc nhấc cái ruột này lên. Ồ, một ruột xíu. Ruột là để nguyên luôn hả? Cái này là ruột có thể sử dụng được. Đúng không? Cá suối mà, đúng không? Nó ăn cũng sạch sẽ không? Và đây là phải khứa như thế này. Nó thấm gia vị đúng không? Nhanh chín với lại ngấm gia vị. Đây, đến công đoạn ướp cá. Em thái những cái gia vị này vào hộ chị. Không cần phải nhỏ lắm, không cần phải nhuyễn lắm. Thôi chị đi ra để em ướp, em là giỏi nhất. Mặc rồi chết. Em cho chị hai muôi mặc khén nào. À, cho vào rau. Nào về là em phải mua ít về làm gia vị. Một muỗng hạt tiêu. Một muỗng hạt tiêu. Nước mắm, em cho chị một xíu đó, một ít thôi. Một ít thôi đúng không ạ? Rồi, ok. Rồi. Rồi. Em cho chị xin một tí dầu ăn vào. Đây được chưa chị? Rồi, cho chị vào đấy. Rồi. Pha bỉnh tộp. Em trộn pha đều gia vị cá lên. Bỉnh tộp có nghĩa là banh ra kẹp lại. Rồi, là cho hết vào. Ngồi trồng non kìa. Bắt đầu nó thấm rồi rào kìa. Thơm này nó thấm hết con cá rồi bảo sao không ngon. Mình sẽ ướp một lúc. Và cho vào bình thường là mình mổ bụng là nó còn cái dưa bên trong rồi. Trong thời gian đấy thì mình nhóm bếp đi còn gì nữa nhỉ? Ừ, anh nhóm bếp đây. Nhóm bếp. Rồi bây giờ là gập con cá lại như nào ta? A à, là gập ngang lại hả? Đúng rồi, chứ mình không để theo cái chiều. À, không dọc. Để theo chiều dọc con cá đúng không? Em không để theo chiều dọc, bẻ đầu nó xuống lần. Và làm sao mà mình xoa cá như thế này?
cho nó để cho thấm hết, thấm hết gia vị vào những cái kẽ cá này. À, nướng lên đêm chín là ăn thôi. Đây công đoạn rau dớn nào. Đây em ra. Em làm cá thì món này đến chị. Dạ. Đây là tranh tranh của chị thế. Đại diện chị em phụ nữ đứng đây mà để cho anh đàn ông làm thì mình xấu hổ lắm chị ạ. Đây, cái này bỏ ra một bên đã. Vâng, chị đây chị để vào đây. Tỏi tí nữa mình sẽ lại băm tỏi rau dớn này nhặt như thế này. Có nghĩa là mình chỉ lấy lá nó thôi đúng chị. Rồi. Không, lấy cái phần non và ngọn. Lấy phần non. Chị ơi cái vị của nó là như nào? Chị nó chua hay nó đắng hay là sao? Sẽ hơi nhớt nhớt một xíu. À hơi nhớt. Em bây giờ có gọi là nhóm bếp thần bếp rồi. Đúng, thần bếp rồi. Nên là mỗi khi chương trình phát lên là đọc comment toàn anh nhóm bếp giỏi quá mà. Chưa thấy anh nấu ăn giỏi. Không, dạo gần đây anh đi với em là anh thấy em điêu luyện thật. Trước là lúc mà mới đi với em thì anh còn hoài nghi. Nhưng mà sau này thì anh thấy em nấu ăn khá là dã man đấy. Anh ấy cứ nói vậy làm em chủ quan cái tay nghề đó. Thì đấy, để số sau để anh còn thắng, chẳng anh thua nhiều quá. Thì anh sẽ lấy một đôi nước. Nhưng mà anh xếp cái bếp là em thấy là anh trình độ lên tay rồi. Anh đang xếp bếp tròn mà chuyển sang làm bếp chữ U. Thì nấu ăn 2 tiếng anh xếp bếp 40 phút là hợp lý rồi. Những rau này bản chất của nó đã rất sạch rồi. À dạ, tại rau đúng rồi, rau ở suối rau mà gì? Rừng. Chắc em vẫn phải rửa qua chị nhỉ? Có phải rửa. Em mang xuống dưới kia em rửa chị nhá. Rồi ok. Rửa cái gì à? Trong rửa rau, rửa rau. Đây để em rửa cho. Tỏi. Đập à? Đập, mình, đập. Mình thái. Không phải khi nào hai người đàn ông cũng ngồi nhóm bếp trên bên dòng suối như này. Đúng rồi, cảm giác nó nên thơ. Đúng không? Mai này anh em mình già đi là có cái để kể cho con gái. Khi chúng ta già đi, anh rời thành phố, mua một căn nhà nhỏ bên ngoài ngoại ô, nơi yên tĩnh, nơi thanh bình. Mỗi khi chiều đôi ta ngồi ngắm mây trôi, ánh hoàng hôn buông. Mà tính ra từ bữa giờ anh em mình ăn bao món độc lạ. Đúng rồi. Ví dụ sau này con anh nó hỏi, ủa bố có biết xếp bếp? Ủa bố có biết xếp bếp không? Thì anh trả lời thế nào? Thôi bỏ đây, thôi bỏ đây. Thôi bỏ đây. Nhưng mà ngày xưa bố không biết xếp, bây giờ bố biết xếp thì gái. Ai chỉ bố? Chú Khoa. Vậy con anh nó lại khen em nữa. Ừ thì thôi, che già măng mọc. Anh già rồi thì em cố gắng. Ngon chưa, ngon chưa? Quá rồi. Và sau đây là loạt lân xương rồng, thanh hương với tức ngực ngập than. Trước mặt mọi người đang là một cục than nặng khoảng nửa ký. Sau đây chị Thanh Hương sẽ biểu diễn tiết mục ngâm than nướng cá. Nhưng trước khi sư phụ biểu diễn thì đệ tử chân truyền. Đệ tử chân truyền. Mày, sao lúc nào mày cũng... Không phải chương trình mình đang thiếu điểm nhấn. Bây giờ anh phải nuốt cục than nửa ký thì không phải là khán giả người ta sẽ hút đâu. Đỗ Duy Nam nuốt cục than nửa ký trong chương trình ẩm thực kỳ thú. Sau đó không thấy dẫn các số sau nữa. Không thấy dẫn các số sau nữa. Không thấy dẫn các số sau nữa. Cục than nó bay ầm ồm. Than nó bay ầm ồm. Đấy, thế anh thấy em cũng tình người đấy. Không, làm vậy ác quá. Quá. Chương trình mình là ẩm thực chứ đâu phải dân đông bán võ đâu. Bắt đầu nướng rồi chưa chị nhỉ? Nướng được rồi em ơi. Đây. Trong lúc đang chờ đợi tiết mục ngậm than thì nó hơi cục thì mình chuyển qua cái tiết mục gọi là sàng lạc. Ây. Thôi cẩn thận phải giang lạc lại nhá. Nào, bây giờ là cho lên cái vỉ đúng không chị? Đúng rồi em ơi. Đấy cho vào, kẹp kẹp, xoay vâng. Cái kẹp đi. Chị ơi. Rồi, thêm một lần nước nữa. Nước sôi thì mình cho rau vào đúng không chị? Cho rau vào. Quá ơi, okay. Cá đã nằm. Đây em đặt lên cái này đi. Rồi, đây, ủa là rồi. Chị ơi. Là rau dớn này phải luộc qua hả chị? Rau dớn luộc qua. Quả wow, thường em thấy nộm là thường ăn sống, nhưng mà riêng cái này là phải trần qua đúng không? Qua để trần cho nó luộc qua hả chị? Bớt nhớt đi. Dạ, dạ.
Xong rồi em vớt ra đây cho chị nhá. Vâng ạ. Đây. Lạc đỏ trên này rất ngon. Vâng, cái này được rồi đấy chị. Ai biết dán nhỉ? Dán dạ. Cái này cho chị nào. Qua kia đi dán đi để anh nướng. Bởi vậy cái gì cũng biết làm nó khổ vậy đó. Gian bếp không thiếu em, không ra gian bếp. Đúng rồi. Đó không có em không xếp bếp. Anh Nam xếp gần 1 tiếng đồng hồ mới được cái bếp. Nó chơi khăm mình vụ làm bếp. Bây giờ những cái việc nặng mình đẩy cho quá. Cái tên là gì chị? Cái này là bánh khẩu xén, bánh sắn. Khẩu xén. Công đoạn của nó là phải đồ lên này, dã nhuyễn và lăn xong rồi cắt cắt miếng và phơi thì mới được cái như thế này. Đây là một miếng khẩu xén. Bình thường thì chúng ta ăn bánh tráng, chúng ta xúc. Còn hôm nay thì ăn khẩu xén để xem hương vị như nào. Thử. Nhưng mà em chưa thấy nó sôi nha. Rồi. Wow, ủa cái này nó nhanh ha. Wow. Em nghĩ là phải cho nhỏ lửa. Chị sẽ tắt đi đã. Chín rồi đấy. Cho từng cái một thôi. Chị em rồi, không kịp okay. Đấy. Rồi. Em gắp ra đi. Chỉ cần như vậy thôi. Rồi. Tại sao mà nó có thể nhanh chín như thế này? Chắc chị phải giúp Hoa. Vậy cái gì biết làm nó khổ vậy đó. Gian bếp không thiếu em, không ra gian bếp. Đúng rồi. Thôi được rồi, chị cứ để rồi. Em tự thân vận động. Ui, nhanh quá. Rồi, ok. Chị ơi, giá vừa vừa thôi hả chị? Giá vừa thôi em, nó rất là không mỏng, phải nát nó lắm đâu. Vâng. Chị bảo là quệt những cái dầu ăn này vào. Còn cá thì cá nó sẽ vàng và hấp dẫn hơn. Này, trời ơi, nhìn cái thớ cá này. Nó cứ vàng rỡ. Còn chưa? Lật ngay không là cháy. Đấy, tôi biết ngay mà. Đấy, lật ngay. Ông ơi, cả nhà cả cửa mỗi con cá rồi đấy nhá. Ông làm nào làm nhá. Đấy. Ông để cháy là cả nhà mất ăn đấy nhá. Yên tâm đi. Trước là em được giải quốc tế về nấu ăn mà. Chị ơi, xong rồi ạ. Chị trộn rồi đấy à? Chưa, chị chưa. Chị cho gì vào đây rồi? Chị chỉ cho cái tỏi với cả cái ớt chị em mình vừa mới trộn vào đây. Đúng rồi, còn chưa ra. Thì em đang chờ lúc chị chế biến thì em còn học mót về em sẽ làm. Rồi ok, chưa. Em cứ thái rau đi xong rồi chị bắt đầu chế biến món đấy. Chị ơi thái cái này à, có nhiều không? Ừ, không, cho vừa vừa thôi. Cái này cái gì chị, măng à? Măng chua. Măng chua. Măng chua này là được đun lên rồi nhá. Dạ. Mình đã đun lên rồi. Đây, mình sẽ cho vào đây một xíu. Và cái không thể thiếu được đấy là đây, chị để em cho cho. Em cho đường. Cho chị một nửa cái mì. Mì chính ạ. À? Cho chị muối. Muối đấy chắc một xíu thôi. Nước mắm. Một tí thôi. Rồi ok. Xong em bắt cho chị một quả chanh vào nữa nào. Đây á chị? Chính xác. Wow. Sẽ lọc lại cái hạt. Cái hạt mình bỏ đi. À em hiểu rồi, để mình lọc để hạt. Làm sao mà chặn cho lại. Cho nước xuống ha chị. Đúng rồi. Đó. Yeah. Bây giờ em có thể bỏ cái hạt đấy đi. Trộn đều. Bây giờ thì mình sẽ lấy đũa mình thử xem. Em thử nhá chị. Em nói thật với chị em mình hơi bị hợp nhau. Em rất vừa đấy chị ạ. Nhưng mà vấn đề là khả năng là phải cho nó ngấm thêm một tí nữa thì rồi. Nó sẽ giòn cái rau hơn nhá. Chị nó có mấy bé rồi chị Mai? Chị có hai rồi. À một trai một gái đúng không? À, chị hai trai. À, hai chị trai, chỉ hai trai. Bảo là cái gì không biết. Con gái của chị làm sao em biết được. Con gái của chị làm sao em biết được. Chị cái chuyện gì đẻ đâu. Coi như con sao biết được cái chuyện gia đình riêng. Em mà chỉ biết những cái bao quát, những cái mà gọi là giống như trong gian bếp thôi. Thế nên ra cả cuộc đời em cứ loanh quanh trong chó bếp. Khổ lắm đi. Rồi ok, bây giờ đến món trứng kiến. Mình đi thái gia vị của trứng kiến đã. Dạ. Thôi giờ chị nói thì em thái nhá. Em thái cái này. Chuyện em học làm cái món này luôn. À cái này là mùi tàu. Đúng rồi. Nguyên liệu này có mùi tàu. Mình sẽ đổ cái trứng kiến vào đây. Nhiều đây là đi kiếm cũng khó lắm á. Khó em ạ. Trứng kiến nó rất là nhỏ á. Phải kiếm rất chi là lâu. Dạ. Đây, em đập cho chị quả trứng vào đây. Đây là trứng vịt đúng không chị? Đúng rồi. Nếu mà mình không có trứng vịt mình làm trứng gà. Trứng gà hoặc bất kể loại trứng gì cũng được. Em múc một nửa thôi. Một nửa cái trứng này. Thật sự là em đi chương trình này em mệt lắm chị Mai à.
Tất cả mọi thứ em đều phải làm hết đấy. Chị Hương với anh Nam đâu biết làm gì đâu. Rồi. Thấy không? Xếp cái bếp mà gần một tiếng đồng hồ. Chị Hương nãy giờ tính ra rang được là cái làm cái gì? Rang được là cái làm cái gì? Có bị nhầm đấy. Ôi chị Hương với anh Nam giỏi lắm, đỡ em nhiều lắm. Không có chị Hương này nó giờ em bệnh luôn. Quá trình này di chuyển không nhiều biết đó. Làm cái gì hết. Tất cả những gì kinh nghiệm của nó hiện tại là do em đấy chứ. Là do em đấy chứ. Đây, em cho vào đây một lượt. Được chưa chị? Em cho chị một thìa này, hạt tiêu nêm. Hạt tiêu này, hạt tiêu. Chợ đổ đi. Hạt nêm em cho chị khoảng 2 thìa nhỏ đó. 2 thìa nhỏ. 2 thìa. Rồi, trộn đều lên. Trộn đều lên nha. Món này là đặc sản đấy, không phải là đâu cũng ăn được trứng kiến đâu. Con kiến thì chúng ta có thể dễ thấy nhưng mà cái trứng của nó lại rất khó. Rồi ok rồi đúng không? Dạ. Đây đây đây. Chị sẽ bật bếp lên bắt đầu rang, mình sẽ đi rang trứng kiến. À. Rồi em giúp chị đổ trứng kiến vào đây. Đổ hết luôn hay là một đổ, ít à? Em đổ hết luôn vào cho chị. Ôi. Ôi rồi nó bắn. Rồi đảo. À đảo đều với lúa này em nghĩ là đảo hơi đều nhanh. Tới khi nào thì nó được hả chị? Em cứ đấy đi, khi nào mà cái nó hết cảm giác hết nước. À cái hết dầu của đúng nó không? Đúng rồi, cái bọt của nó sẽ trong hơi hơn. Hơi khô khô lại chứ này. Đó, thì là lúc đấy mình mới được. Chị Mai ơi, ấy. Chị sang anh sang nghiệm thu của em. Sang nghiệm thu công trình của em tí. Em thấy thơm lắm rồi chị ạ. Khi nào mà nghiêng cá mà nó không tỏ nước nữa thì là lúc đấy là cá mình sẽ chín. À, kinh nghiệm đấy ạ. Ok. Cái này cho nó một tí nữa đi. Thêm một tí nữa. Em thấy vừa giỏ một giọt. Đúng rồi, cho nó còn một tí nữa. Giọt cuối cùng. Thơm ngon đến giọt cuối cùng. Món này là ngày xưa Khoa được ăn rồi nhưng mà không phải làm theo kiểu này. Trứng kiến thì Khoa đã từng ăn rồi nhưng mà lâu lắm rồi hôm nay mới được ăn lại. Sắp sắp là được. Nhưng em thấy nó hơi vàng, nó có bị sợ nó bị cháy không? Chưa. Này mà cháy sợ nó không ngon. Chính xác là cháy nó sẽ không ngon. Đến giai đoạn này đưa cho chị xử lý cho. Giai đoạn này là giai đoạn khó đúng không? Đúng rồi. Đến giai đoạn này thì mình sẽ nhỏ lửa đi một xíu. Tại vì đến lúc nó vàng là rất chi là nhanh. Dạ. Em đổ vào đây cho chị. Trong đổ. Tích tắc là nó vàng. Đổ ra thơm rồi, ok. Vàng quá thì ăn nó sẽ không hết cái vị trứng kiến. Đúng rồi. Thật sự là hồi nãy là trong gian bếp mình là chỉ ngửi thấy mùi cá nướng thôi. Bây giờ có món này nó át cái mùi thơm đây. Của cá luôn. Chỉ cần nó vàng như thế này là mình đổ ra. Rồi, ok. Wow. Bây giờ mình sẽ khoắng cái phía giữa nó lên. Wow, ngon. Không nha, cái phim Người Phán Xử là em thích. Chị vai lắm đấy. Chị thích em phim Mê Cung. Mê lắm. Nhà bao việc cả. Nhà bao việc. Đúng. Quá thơm rồi. Còn Khoa thì em cũng thích nhiều vai nó lắm. Ừ. Mà thằng này mỗi tội không biết làm bếp, kinh nghiệm nó hơi đúng kém rồi. Kinh nghiệm nó hơi kém. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị đĩa. Chị đừng khen em nữa, chị cứ khen em hoài em ngại lắm. Đây, đĩa đây. Đây đây đây, để em mang cho chị Mai. Chị Mai cứ khen em từ nãy giờ ấy mà em không dám nói đâu. Ủa em đứng cạnh chị Mai đâu thấy chị khen anh cái gì đâu. Đâu thấy chị khen anh cái gì đâu. Nãy chị sang trộm một khúc cá của anh. Chị à, chị Mai, chị Mai, chị chê anh. Chị bảo em nấu ăn ngon. Đố anh món này tên gì? Chắc quên luôn rồi. Trời ơi, nấu món ăn mà không nhớ nó món nó tên gì. Palatot. 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 Ba bình top. À, ba bình top. Trời ơi. Nguyên ngày hôm nay món này là của anh á. Wow. Đấy, trứng kiến thì đã xong rồi. Anh chợt nhớ ra là buổi trưa ngày hôm nay mình mua cơm lam ở đúng bên rồi. Bờ suối. À đúng rồi, đúng rồi đấy. Cái đấy mà ăn kèm cơm lam ăn cái này với trứng kiến được không chị? Cá nướng. Em à, cá nướng cũng ngon mà. Cá nướng rất là sôi mà. Còn cái này là ăn chung với cái này là ăn cùng với cá lén. Bây giờ thì có thể lên bơ một cái này là cái này chấm với cái gì hả chị? Cái này tùy theo cái khẩu vị của mình. Chấm tương ớt được không chị? Em thích chấm tương ớt. Rồi, ok. Rồi. Nhiều tí nhá, tí chị chấm với nhá. Đây đây em nhiều luôn. Nhiều khi em ăn tương ớt còn nhiều hơn cá đó. Đúng rồi. Em ăn tương ớt với cơm được mà. Chị hút luôn mà. Ừ. Được cay đúng không? Ăn được cay đúng không? Đây, đưa đây. Xong rồi. Bây giờ tất cả công đoạn xong rồi thì bây giờ bọn em sẽ dọn bếp nhá. Bây giờ bật lên mâm. Lên mâm. Lên mâm thôi. Ba món ăn độc lạ của Lai Châu chắc chắn sẽ không khiến bạn thất vọng đâu nha. Béo, Bùi đã có trứng kiến rang ăn kèm với khẩu xén. Thanh, Mát đã có rau dớn nộm rồi đây. Tan Chảy có ngày ba bình tộp
món ăn đặc trưng của dân tộc Thái. Thế này đã đủ thèm chưa? Nhanh tay, ghi lại công thức ngay thôi. Chứng kiến Giang ăn kèm khẩu xén. Đầu tiên cho dầu vào chảo đến khi nóng giả, sau đó cho chứng kiến vào Giang đến khi vàng, rồi cho rau mùi tàu vào, đảo đều là thơm nức mũi luôn rồi. Món này phải ăn cùng khẩu xén mới đúng địa đấy nha. Nộm rau dớn. Rau dớn trần qua nước sôi, cho hết nhớt rồi để nguội. Trộn rau dớn với rau thơm cắt nhỏ, ớt, tỏi bằm nhuyễn, nước cốt chanh, lạc giang. Nêm thêm gia vị rồi trộn đều tất cả hỗn hợp trên là có thể thưởng thức được rồi. Pá pình tộm. Đặc trưng của món pá pình tộm là cá phải mổ phần lưng để phần thịt dày ở lưng cá thấm gia vị và cá dễ chín hơn. Sả, ớt và các loại rau gia vị cắt nhỏ rồi cho tất cả vào tô lớn, cho thêm muối, hạt nêm, mắc khén rồi trộn đều. Cho hết hỗn hợp gia vị nói trên vào bụng cá. Bên ngoài chỉ cần dùng bột mắc khén hạt rồi hòa một lớp mỏng là được. Dùng dầu ăn phết đều lên vỉ rồi kẹp cá vào hướng trên than hồng. Ôi ôi, cá đã vàng rượu và mùi thơm dậy lên ngây ngất luôn rồi. Vậy còn chẳng chịu gì nữa mà không lên mắm thôi. Suối rất trong và món ăn rất thơm. Bây giờ thì chờ đợi gì nữa, chúng ta ăn thôi nào. Nhưng mà trước khi ăn ấy thì bây giờ đấy, nhìn xa xa. Dạ, chào chào cô chào bác ạ. Ôi đông đây, thế. Đây. Mọi người đang đứng ở ngoài để mọi người mà ăn thưởng thức chấm điểm xem món cá của anh ngon hay là món trứng kiến của em ngon hay là món rau dớn của chị Hương ngon. Đấy. Thôi mời luôn. Ôi cẩn thận nha. Dạ, chào mừng các bác, các cô, các chú, các anh chị ạ. Em mời anh đứng đây. Đây, chị thử nha. Đấy, cho bát cho đũa. Đấy, rồi bây giờ là mọi người cứ ăn. Ngon thì nói ngon, không ngon thì nói không ngon. Cứ nói thẳng thừng cho tụi con biết. Đây, đưa đây chị lấy cá cho anh. Ngon không chú? Ngon, rất là đậm. Ngon ngọt. Mà mình thích món này ngon. Anh em mời anh ăn cá thử coi xem nào. Anh ăn cá chưa anh Nam? Cá cũng rất là ngon. Nhưng mà sao anh? Cho mình góp ý thẳng một chút. Đúng không? Anh cứ thẳng thắn. Anh cứ thẳng anh góp luôn. Lửa nó không đều. Đấy, tại cái bếp mà. Đã bảo rồi mà. Anh ơi. Dạ, trước khi anh thẩm, em cho em giới thiệu tí món này, món của em. Vâng. À, đây. Món em xin mời con mời chú món khẩu xén. Khẩu xé. Khẩu xén. Khẩu xén trứng kiến. Vâng. Với trứng kiến. Chứng kiến thật đấy anh. Món này ngon đấy. Ui giời, ngon quá. Ngon. Được không anh? Đây anh ơi. Như thế này là ngon rồi. Này là chúng ta nấu mà mọi người ăn được là chúng ta thành công rồi. Lần sau thì chắc chắn chúng ta nấu sẽ ngon hơn. Đúng. À, quan trọng là hôm nay cảm ơn tất cả chị cô Mai chú đã giúp chúng em hoàn thành 3 món ăn rất đặc trưng này. Có những món mà thậm chí là chưa ăn bao giờ như món chứng kiến. Và cảm ơn anh chị đã tới đây ăn, nói chung là góp ý cho tụi em, ủng hộ tinh thần cho tụi em. Mày đâu? Mệt nhưng mà vui quá. Vui quá nhờ. Thật sự là chia tay với chị Mai, một người vô cùng nhiệt tình ha. Dễ quá thương. Nhiệt tình. Chia tay với cái gian bếp vô cùng mộng mơ bên bờ suối và đặc biệt chia tay với những món ăn vô cùng đặc biệt ở Lai Châu. Thì tự nhiên hôm nay em cảm thấy buồn là sao, cứ tiếc thế nào ấy chị Hương à. Mà chị thấy nhiều cái đặc biệt lắm. Ừ. Đến đây nhá, chị cảm giác cái không khí quá trong lành luôn. Đúng. Thực sự là ở Hà Nội mình chưa bao giờ thấy được cái không khí nó dễ chịu như thế này. Một cái thành phố quá đẹp, quá trong lành, chỉ hơi ít người tí thôi nha. Bởi vì thành phố mới mà. Đúng rồi. Nói chung ấy là nếu ai chưa đến Lai Châu, một lần đến thử, nhớ lâu, chọn đời. Đây là ít dân số nhưng mà đồng bào nơi đây gồm 20 dân tộc anh em. Đấy, rất là nhiều bản sắc dân tộc. Và điều đặc biệt hơn nữa là ngày hôm nay ba chúng tôi được chứng kiến gọt nước. Đó là một cách tưới tiêu của đồng bào. Để tưới tiêu vào ruộng đồng. Đúng rồi. Thật sự là chỉ với một ngày trải nghiệm thôi nhưng mà ba chị em chúng em đã cảm thấy rất là nhiều đặc biệt. Nếu mọi người có dịp tới Lai Châu ở lại vài ngày thì còn rất nhiều điều đặc biệt khác đang chờ đợi quý vị. Tới đây thì ẩm thực kỳ thú xin phép được kết thúc rồi. Mọi người đừng quên khung giờ phát sóng vào lúc 15 giờ chiều chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3 ẩm thực kỳ thú do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Cảm ơn nhãn hàng Cholimex Food đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.
Cholimex Foods hân hạnh đồng hành cùng chương trình.